Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự bất minh và vô tuệ của nhà cầm quyền khiến lòng dân hướng về các tu sĩ Ngày 18 tháng 6, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Đã bất minh còn vô tuệ của blogger Nguyễn Nhân Tác giả cho biết như lần đầu, cái lần hai nó cũng diễn ra trong đêm khuya khoắt Hiện trường để lại là những món đồ vứt lăn lóc lộn xộn Tại hai địa điểm cách nhau vài km cùng ở tỉnh Con Tum Hình ảnh bài bình luận trên AFA Trước đó, chỉ ít tiếng đồng hồ, đó là quan cảnh thật thanh bình. Bên này, một nhóm năm tu sĩ đang tu tập theo sự thích minh tuệ ngồi thiền mây y trên bãi cát. Bên bờ một con suối nhỏ, một tu sĩ trẻ khác và hai người mới cũng ngồi thiền mây y, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với nhau, với người dân đến thăm nôm, cúng dường. Thế rồi tác giả cho hay, chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trong đêm, chỉ biết tất cả các thầy đã biến mất. Hiện trường để lại là bằng chứng của một cuộc đánh úp bất ngờ, vội vã, ngang ngược, vô đạo. Khi những vị tu sĩ không hề đề phòng bất cứ cái gì, bất cứ ai, đều đang ngủ say sau chặn đường bộ hành gian trung, Tàn nhẫn đến nỗi không để cho người ta kịp đem đi bất cứ thứ gì. Tác giả bình luận, đó không phải là bắt cóc, là cướp, thì là gì? Rồi lại y hệt như lần trước, theo tác giả chỉ vài tiếng sau, người dân tìm thấy các tu sĩ trẻ, những người đã bị bắt cóc lên xe trong đêm, khoảng 3 giờ sáng, một nhóm 5 vị được tìm thấy ở Bình Định, cách đó cả trăm km, hầu hết đều phải mặc đồ thường. Với những người đã xuất gia tu hành, bị bắt cởi bỏ y áo chính là một nỗi sỉ nhục. Hình ảnh những đệ tử của Sư Minh Tuệ đang trên đường đi tìm thầy. Theo tác giả, một vài tu sĩ khác được bắt gặp là đang đi bộ, cũng cách nơi ngủ qua đêm rất xa. Một nhóm người khác thì bình thản ngồi mây y dưới bóng râm của mấy chiếc xe tải một youtuber cùng đồng hành với nhóm tu sĩ này và cũng bị bắt lên xe trong đêm khuya kể công khai rằng họ bị lực lượng chức năng ập đến đưa đi lên xe và chạy về trụ sở công an con tum sau đó họ được chở thẳng ra bến xe con tum để buộc phải bắt xe đi khỏi tác giả chỉ ra gia lai như mọi người đã biết là địa phương nơi mà gia đình sư thích minh tuệ đang cư ngụ cũng được đài truyền hình quốc gia vtv cho biết ông đã ẩn tu nơi này những vị tu sĩ trẻ bị bắt cóc trong đêm rồi rải ra khắp nơi, cách nơi họ muốn đến hàng trăm km là những đệ tử tự nhận của sư Thích Minh Tuệ. Vẫn theo tác giả, sau sự biến tại Huế đêm 3 tháng 6, biến Thích Minh Tuệ đã được đưa về Gia Lai. Những đệ tử này đang hướng về Gia Lai để tìm gặp thầy. Lần này, họ chọn đi trên những con đường xuyên đồi, núi, vắng vẻ, ngủ đêm tại hang đá, nghĩa trang, ven suối, không thành tớp đông người, không gây chú ý cũng không hề dừng lại để người dân đảnh lễ hay tụ tập hiếu kỳ. Thế mà vẹn vẹn chỉ 10 ngày sau, một lần nữa kiếp nạn lại ập đến với họ, tăng đoàn sư thích minh tuệ khi chưa bị giải tán. Tác giả cho rằng, dù chính quyền không thèm có bất kỳ lời lý giải nào cho hành động con tâm đêm 13 tháng 6 hay Huế đêm 3 tháng 6, nhưng thế lực nào có thể làm điều đó mà không gặp phản kháng từ phía người dân hay những vị tu sĩ mới xuất gia Chẳng cần hỏi cũng đã có câu trả lời sáng trưng rồi. Tác giả nêu thắc mắc tại sao công an không đường đường chính chính công khai làm việc với sư Minh Tuệ và yêu cầu ông giải tán đoàn người muốn tu học. Tại sao không đưa các thầy về quê lúc ban ngày ban mặt mà phải chờ đêm khuya thanh vắng mới ra tay. Tại sao không lên báo chí, truyền thông giải thích việc làm đó mà cứ ngậm tâm để cho dân tình đồn đoán đủ kiểu. Tại sao cứ cả đội quân công an lẫn tự vệ chăm chạp rình các tu sĩ trẻ ở mọi ngã đường mà họ đi qua để bắt lại hay là công an sợ điều gì đó ở những tu sĩ này tác giả kết luận đã bất minh lại còn vô tuệ đến thế chả trách lòng người ngày càng nghiêng về phía những người tu sĩ đang sống một cuộc sống ẩn nhẫn và trong suốt ngay trước mặt mọi người quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo .d với bản tin sự bất minh và vô tuệ của nhà cầm quyền khiến lòng dân hướng về các tu sĩ. Các quan chức Việt Nam có nguy cơ bị chế tài vì vụ sư thích minh tuệ. Ngày 16 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận, các xử lý trường hợp của ông thích minh tuệ, Việt Nam có thể phải đối mặt với nguy cơ gì? AFA cho biết hôm 11 tháng 6, dân biểu hạ viện Hoa Kỳ Michelle Steel đã gửi thư kêu gọi Ngoại trưởng Antony Blinken đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, trong đó đã nêu trường hợp khất sĩ Thích Minh Tuệ biến mất trong đêm 3 tháng 6. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời dân biểu Hoa Kỳ Michelle Steel nhấn mạnh rằng. Tự do tín ngưỡng là một quyền cơ bản của con người và Đảng Cộng sản Việt Nam đang học theo các chiến thuật đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng việc đàn áp lạnh lùng các thực hành tôn giáo. Cách đối xử với ông Thích Minh Tuệ và những người đi theo ông là sai trái và không thể bào chữa. Chính phủ Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Theo AFA, trong thư gửi Ngoại trưởng Anthony Blinken hôm 11 tháng 6, bà dân biểu Michelle Steele nhấn mạnh rằng nước mỹ có nghĩa vụ đạo đức phải đứng lên bảo vệ quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới và bộ trưởng blinken nên huy động toàn bộ quyền lực của bộ ngoại giao để đấu tranh chống đàn áp tôn giáo ở việt nam afa cho hay ở mỹ ủy hội hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là cơ quan tư vấn cho ngoại trưởng quốc hội tổng thống hoa kỳ về chính sách đối ngoại liên quan đến tự do tôn giáo quốc tế đồng thời afa cũng cho hay ở mỹ bpsos là một tổ chức phi chính phủ thường xuyên tiến hành các nghiên cứu và thông tin cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, về tình hình tự do tôn giáo ở châu Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. AFA dẫn lời Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc của PBSOS cho biết: PBSOS vô hoàn tất một nghiên cứu gửi cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế ngay trước khi vụ ông Thích Minh Tuệ xảy ra hình ảnh website của BPSOS. Nghiên cứu này nhấn mạnh vào một nhân vật là ông Thích Đức Thiện, người được đưa sang Mỹ vào tháng 10 năm 2023 để vận động Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần được theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo. Tiến sĩ Thắng cho biết chính ông Thích Đức Thiện cũng là người đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ký văn bản nói ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, Ông Thắng nói tiếp, tôi đã đưa văn bản đó của ông Thích Đức Thiện cho các cơ quan Mỹ mà ông ta từng gặp. Ông ta là người vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách ngang nhiên nhất. AFA tiếp tục dẫn lời dân biểu Michel Steele khẳng định, nếu Việt Nam bị liệt vào danh sách các quốc gia cần quan ngại đặc biệt, điều đó sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng những người vi phạm quyền tự do tôn giáo sẽ bị truy tố và phải chịu trách nhiệm. Và điều đó sẽ cô lập chính phủ Việt Nam trên trường quốc tế và gia tăng áp lực buộc họ phải chấm dứt đàn áp tôn giáo. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phân tích, triển vọng đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo rất thấp trừ khi xảy ra một cuộc đàn áp đẫm máu như từng xảy ra ở Tây Tạng. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ. Nhưng nếu Việt Nam muốn Mỹ rút tên ra khỏi danh sách các nước cần theo dõi đặc biệt thì rất khó vì những bước đi sai lầm của Việt Nam, cho nên Đến cuối năm nay khả năng mà Việt Nam vẫn nằm trong danh sách này. Tuy nhiên theo Tiến sĩ Thắng, luật pháp Hoa Kỳ còn những điều luật khác dễ dàng đưa đến chế tài quan chức nước ngoài đàn áp tôn giáo ở xứ sở của họ. Những chế tài này không chỉ nhắm vào bản thân quan chức mà cả thân nhân của họ. Tiến sĩ Thắng cho biết, Tiến sĩ Thắng cho biết chắc chắn là nội trong một tuần tới sẽ có công văn rất dài từ Liên hiệp quốc của các báo cáo viên của Liên hiệp quốc về lĩnh vực tự do tôn giáo và niềm tin về lĩnh vực nhân quyền sẽ được gửi đến chính phủ Việt Nam. Tiến sĩ Thắng cho rằng, nếu muốn chứng tỏ bảo vệ quyền tự do tôn giáo, chính quyền Việt Nam chỉ cần thực thi đúng chức trách như dẹp đường, giữ trật tự, bảo vệ cho mọi người đi, nhắc nhở người dân coi chừng dịch bệnh, không gây rối trật tự, không cản trở bước đi của các thầy. Theo bà dân biểu Michelle Steele, Việt Nam cần đưa ra câu trả lời rõ ràng về những gì đã xảy ra và Thích Minh Tuệ hiện đang ở đâu. Bà Michelle Steele cũng cảnh báo rằng nếu quan chức Việt Nam tiếp tục quản chế và phân biệt đối xử với các cá nhân theo đuổi tín ngưỡng tôn giáo, thì họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả quốc tế nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin. Các quan chức Việt Nam có nguy cơ bị chế tài vì vụ sư thích minh tuệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d